Hari Won ghen khi Trấn Thành, Duy Khánh mặc đồ đôi. Bình luận trên mạng xã hội của Hari Won dành cho hình ảnh so sánh giữa Trấn Thành và Duy Khánh khiến người hâm mộ vừa buồn cười vừa thích thú. Hôm qua, trên fanpage chính thức của Duy Khánh có đăng tải hình ảnh so sánh hai chiếc áo của anh và Trấn Thành. Không khó để nhận ra sự trùng hợp từng cm trong trang phục của hai nam diễn viên hài. Có ý kiến còn bình luận cho rằng Duy Khánh và Trấn Thành mặc đồ đôi. Sau đó, Trấn Thành dùng trang cá nhân của mình vào bình luận cho rằng sẽ đốt cái áo. Hari Won cũng nhảy vào cuộc bằng bình luận được cho là ghen hài hước. Tình yêu của hai người xuất phát từ khi nào đây? Người hâm mộ tỏ ra buồn cười xen lẫn thích thú trước động thái trên mạng xã hội của Trấn Thành và Hari Won. Trong khi đó, Duy Khánh cho biết giữ im lặng vì không muốn bão tố truyền thông. Sau đó, trao đổi với một trang thông tin điện tử, Duy Khánh cho rằng đây chỉ là cuộc đùa vui. Từ sau đám cưới Trấn Thành thì họ ít gặp nhau vì không có thời gian. Hình ảnh so sánh áo đôi này khiến khán giả và người hâm mộ lại rần rần vì trước đây từng xuất hiện tin đồn Trấn Thành và Duy Khánh hẹn hò. Ngay sau đó, Duy Khánh đã lên tiếng phủ nhận, tôi với Trấn Thành không có quan hệ yêu đương gì cả, anh ấy là thần tượng, là người thầy lớn, là tri kỷ mà tôi rất yêu mến và tôn trọng. Chúng tôi song hành cùng nhau từ công việc cho đến ngoài đời. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!